Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Bà Dũng đang hy sinh con nhỏ để củng cố Trường Nam, còn sức còn chiến. Xem ra thế lực Nghệ An đã quá mạnh, ông Nguyễn Tấn Dũng đã để cậu con trai út Nguyễn Minh Chiết thất thủ trước Bùi Quang Huy, cho thấy ông Dũng cần phải làm gì khác chứ không thể ôm đồm nhiều việc trong một thời gian quá ngắn. Một địa phương mà có đến 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị, là địa phương đó quá mạnh. Ở miền Nam chỉ có 3 ủy viên Bộ Chính trị, đó là ông Trần Thanh Mẫn, quê Hậu Giang, chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Văn Nên, quê ở Tây Ninh, đang là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; và thứ ba là Võ Văn Thưởng, quê ở Vĩnh Long, đang là Thường trực Ban Bí thư. Tuy nhiên hiện nay cả 3 ủy viên Bộ Chính trị của miền Nam không ai là thân thiết với phe Bà Dũng. Họ là những cá nhân bám vào phe miền Bắc để tiến thân mà hoàn toàn xa lánh thế lực một thời ở miền Nam, gia tộc Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy cả miền Nam có 3 ủy viên Bộ Chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng lại nhờ cậy vào thế lực Thanh Hóa, mà người đứng đầu là ông Phạm Minh Chính, đương kim Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mà Thanh Hóa thì chỉ có 6 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 1 ủy viên Bộ Chính trị và 1 ủy viên dự khuyết. Thanh Hóa được xem là địa phương có nhiều ủy viên Trung ương Đảng nhưng chưa thấm vào đâu so với thế lực tại Nghệ An. Đấy là chưa nói đến thế lực Hà Tĩnh. Thế lực Hà Tĩnh với 11 ủy viên Trung ương Đảng và trong đó có 1 ủy viên Bộ Chính trị. Khi họ liên kết với nhóm Hà Tĩnh thì xem như thế lực Bà Dũng khó mà địch nổi. Vấn đề cạnh tranh đưa cậu con út vào chiếc ghế bí thư Trung ương Đoàn xem như đã thất bại. Có lẽ ông Bà Dũng cần dồn lực cho cậu trưởng và cần phải hy sinh cậu con trai út để đấu với nhóm Nghệ An không hề đơn giản. Hồ Đức Phước đang được nhóm Nghệ An đẩy vào Bộ Chính trị ở đại hội lần thứ 14 vào 3 năm sau. Nguyễn Thị Nghị cũng cần phải giật một suất trong Bộ Chính trị, nếu không thì rất khó mà có cơ hội nào khác. Hiện nay ông Dũng chưa phải là già lắm, bóng Phạm Minh Chính vẫn còn đang tại chức thì cơ hội không lúc nào lớn bằng lúc này. Nguyễn Thanh Nghị hiện có 2 mục đích. Mục đích thứ nhất là vào Bộ Chính trị. Mục đích thứ nhì là nhắm đến một chiếc ghế Phó Thủ tướng. Nhiệm kỳ trước, trong chính phủ có đến 3 ông Phó Thủ tướng là ủy viên Bộ Chính trị. Đó là ông Trương Hòa Bình, ông Vương Đình Huệ, ông Phạm Bình Minh. Và sau nhiệm kỳ này cũng có thể là trường hợp như vậy lại lặp lại. Hiện nay, ông Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đang dính đến sai phạm đất đai tại Hải Phòng. Ông cựu bí thư Thành ủy Hải Phòng hiện nay cũng đang ém vào hồ sơ điều tra đang được đút ngăn kéo. Cha con ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thanh Nghị mà xoáy vào vấn đề này thì rất có thể nhiệm kỳ sau Nguyễn Thanh Nghị sẽ chám vào đây. Nguyễn Thanh Nghị là bộ trưởng có thực học, đấy là lợi thế nhưng là lợi thế nhỏ, lợi thế phe phái mới là lợi thế lớn trong hàng ngũ Đảng Cộng sản. Về sai phạm, Nguyễn Thanh Nghị vẫn chưa có sai phạm nào rõ rệt ngoài sai phạm đất đai khi còn là bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Còn về cương vị bộ trưởng, nhiều người đánh giá Nguyễn Thanh Nghị đang làm khá tốt. Ở phía ngược lại, Hồ Đức Phước đang gặp vấn đề khá nghiêm trọng ở vụ án Việt Á và thị trường chứng khoán. Cũng có lần Nguyễn Thanh Nghị đã đá sang thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhưng xem ra vẫn chưa làm gì được Hồ Đức Phước. Có lẽ cha con ông Bà Dũng nên tìm cách khác thì hay hơn. Hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đang cho đốt lò rất mạnh. Không biết Hồ Đức Phước có trụ nổi trước bão lửa của ông Trọng hay không. Cũng không ai hy vọng Hồ Đức Phước ngã ngựa bằng Nguyễn Thanh Nghị. Khi ứng viên cho ủy viên Bộ Chính trị thì ít đi nhiều thì đó cũng là đồng nghĩa với cơ hội cho Nguyễn Thanh Nghị sẽ cao hơn. Không biết ông Bà Dũng tính sao, dàn trải lực lượng hay hy sinh cậu con út để củng cố Trường Nam. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vụ Chủ tịch nước hói xem phim 18 cộng. Lệnh ông tôi ở bội này là tự thú đấy ông Chủ tịch. Các quan chức nước ngoài thường không nổi nóng trước những câu nói vô căn cứ trên mạng xã hội nhắm vào họ. Đó là nhân cách rất lớn mà cũng là cách ứng phó với truyền thông một cách khôn ngoan. Khi chủ nhân không lên tiếng thanh minh, lời đồn vô căn cứ sẽ tự nhiên nó tan biến. Tuy nhiên với quan chức của Đảng Cộng sản thì không phải thế. Họ dấy nảy lên như đỉa phải vôi khi trên mạng xã hội có những lời đồn đại vô căn cứ.
Điều này làm cho nhiều nhà phân tích tâm lý nghi ngờ sự thật của lời đồn. Mới đây, trên một số trang báo nhà nước có phản ánh rằng sáng ngày 26 tháng 8, Sở lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông Thanh tra vào cuộc xem xét xử lý đối với nữ streamer, người phát sóng trực tiếp khi chơi trò chơi điện tử trên mạng xã hội, có những phát ngôn xúc phạm lãnh đạo cấp cao đang được lan truyền trên mạng xã hội. Đến hình ảnh đầu của ông chủ tịch nước hói và có lẽ cũng loè hoè mấy cọng tóc thì đấy là sự thật ai cũng biết. Trước đó, theo các clip lan truyền trên mạng xã hội tối ngày 25 tháng 8, trong một buổi phát hình trực tiếp livestream trên nền tảng Facebook Gaming, nữ streamer đã có những lời lẽ bình luận thô tục, thiếu chuẩn mực và xúc phạm lãnh đạo cấp cao. Ngay sau khi clip được lan truyền, dư luận mạng xã hội đã lên án, bày tỏ thái độ bức xúc trước những lời lẽ thiếu chuẩn mực và trên đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm hành vi phát ngôn trên mạng xã hội cũng như xúc phạm người khác. Về nội dung mà streamer lan truyền không được báo chí tường thuật, tuy nhiên không có gì giấu nổi mạng xã hội. Được biết, streamer tức là người phát hình này mà báo chí dùng từ viết tắt là NTTL chính là tên thật của Nguyễn Thị Thanh Loan với nickname Milonan. Livestream này khi đọc được một bình luận của tài khoản nói trên về người hói, cô này phản ứng lại bằng cách lấy chủ tịch nước ra làm ví dụ. Đây là hình ảnh nhiều người cho rằng ông chủ tịch nước có tật thì giật mình. Cô nói, à ok ông, chứ chắc mấy bác chủ tịch nước toàn chẳng làm cái mẹ gì, suốt ngày ở nhà xem phim 18 cộng nên bác hói hết. Đầu đấy còn tóc luôn, đầu còn vài sợi lơ hơ có đúng hay không? Tại làm ăn có gì đếch gì đâu, chẳng làm ăn gì cả, suốt ngày ở nhà xem phim 18 cộng. Phát ngôn viên của game thủ này không nhắc đến cụ thể chủ tịch nước của quốc gia nào, nhưng nhiều trang báo hay các tài khoản Facebook đề nghị xử lý vì nhắc đến một trong tứ trụ của Việt Nam. Nhưng điều đặc biệt là cô này lại bị chính quyền cho là nói xấu ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Bởi ông chủ tịch nước thì đầu đếch còn tóc luôn. Đó là sự thật như cô nói. Tuy nhiên, việc ông chủ tịch nước có làm ăn được gì hay không thì có lẽ phu nhân ông chủ tịch nước mới biết được. Chứ cô livestream này làm sao biết được. Vậy nên, người phát hình livestream Milona này nói sai bị bắt là không oan. Việc kem thủ không nhắc trực tiếp đến tên ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mà ông cho chính quyền xử lý người phát ngôn chính là hành động được đánh giá là dại dột của ông chủ tịch nước. Nó chẳng khác nào hành động tự thú kiểu lạy ông tôi ở bội này vì ông có nên ông mới nhột. Đó là đánh giá chung của rất nhiều người mà Thời báo .d khảo sát. Nó khá nực cười. Thực ra phim 18 cộng với ý nghĩa là dành cho người xem từ 18 tuổi trở lên, mà nội dung dành cho 18 tuổi trở lên có thể là khiêu dâm, có thể là bạo lực. Các loại phim sex hay phim khiêu dâm mà người ta hay gọi là phim cấp 3 cũng là loại phim 18 cộng. Kênh truyền hình kỹ thuật số Netflix nổi tiếng cũng có loại phim 18 cộng. Tuy nhiên loại phim này là phim hành động với cảnh bạo lực mạnh không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu ông chủ tịch Phúc xem phim 18 cộng của Netflix thì có gì là xấu hổ đâu. Có những phim có giá trị nghệ thuật cao đấy chứ. Đây là hình ảnh nữ streamer bị vạ miệng. Có lẽ ông chủ tịch Phúc nghĩ người ta nói ông xem phim khiêu dâm nên ông mới xua lực lượng đến để trấn áp cô livestream kia. Cũng có lẽ ông chủ tịch Phúc không hành động thế thì người ta tin ông hơn. Còn ông dãy nảy lên như đỉa phải vôi như vậy thì e rằng ông không bịt miệng được ai mà còn làm tăng lên sự nghi ngờ đó đối với ông. Làm thế chẳng khác nào tự thú, thưa ông chủ tịch nước.